Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Nhật Minh Tuấn, 37 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà và Nguyễn Thị Kim Trang, 29 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, cùng về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Cụ thể, Trang vốn là em vợ của Tuấn. Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Công an thành phố kiểm tra một căn nhà trên đường Bùi Viện thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, phát hiện 8 người Trung Quốc đang lưu trú tại đây không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Nhờ sự giới thiệu của Trang, Tuấn có quen biết người đàn ông tên Chen Haling, tên gọi khác là A Sưng, quốc tịch Trung Quốc. Sau đó, A Sưng liên hệ qua ứng dụng WeChat với Tuấn, nhờ Tuấn thuê giúp nhà cho nhiều người Trung Quốc. Đến thời điểm bị phát hiện, Tuấn và Trang hai lần tổ chức cho 8 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính gần 131 triệu đồng. Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt Trần Nhật Minh Tuấn 6 năm tù và Nguyễn Thị Kim Trang 5 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Phạt bổ sung bị cáo Tuấn số tiền 15 triệu đồng, bị cáo Trang 10 triệu đồng.